Hello Ngọc Quang, xin chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Một video giới thiệu về dòng loa của Anh Quốc. Rồi trước màn hình nhỏ các bác, các anh chị đang xem đây. Rồi những cặp loa phải nói là tuyển chọn đẹp long lanh, đã được vệ sinh sạch sẽ và đảm bảo zin đét cho các bác. Vâng, được sử dụng bát 30, tép kèn tử leo. Chắc là các bác cũng biết dòng loa này rồi, em giới thiệu hôm cách đây mấy hôm. Thì hôm nay đã được vệ sinh sạch sẽ, rồi chuyển hàng cho các bác. Và thông báo với các bác, sáng ngày hôm nay là 3 cặp. Em đã chốt được 3 cặp cho các bác ở Hải Phòng. Rồi 2 cặp ở Bắc Ninh. Rồi các bác ở Lâm Hà, Thái Bình. Tổng số lượng là 7-8 cặp các bạn. 8 cặp lên đường rồi. Và trong khi đó là em chỉ có tổng là 13 cặp. Thì đã 8 cặp lên đường các bác. Giới thiệu qua để các bác nắm được sản phẩm loa DK Đàn Kinh, một dòng loa có tên, có tuổi, có thương hiệu và gọi là hàng dòng. Đấy, như anh em buôn audio biết rồi, nó là hàng dòng cho nên là cũng rất nhiều anh em cũng nói dòng loa này đáng lẻ. Đấy, như cái độ lãi suất lợi nhuận thì rất là ít vì nó là hàng dòng. Hàng dòng nó là kiểu như BOB ấy các bạn. Đấy, nó có tên, có tuổi, có giá mặc định rồi. Đấy, giá là 9.500.000 đối với những cặp loa xuất sắc tuyển chọn này. Vâng, đều tăm tắp các bác nhá. Bên em đã nhặt và đánh số rồi. Đấy. Đều tăm tắp các bạn. Đâu ra đấy hết. Đấy, thấy chưa? Được sử dụng bát 30 tép kèn và tép kèn tử leo thì các bác biết nó chất lượng nhà và độ bền. Độ cứng cáp của thùng, kiểu cách thùng rất là đẹp các bác nhá. Thùng gỗ này. Đấy, chạm loa màu vàng này. Đấy. Rồi thì phân tần nó to như quyển vở. Rồi, tép thì leo, bát thì siêu khủng rồi. Thì cái độ chất lượng như thế thì các bác có xứng đáng không? Một trong dòng loa làm mưa làm gió rất là nhiều năm và nó cũng là thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Đấy, nó có giá rồi các bác nhá. Hàng cực kỳ là đẹp. Đó, em cũng chỉ còn có vài đôi thôi. Sáng ngày hôm nay đến bây giờ là 9 rưỡi. Em đã chốt được 8 đôi và trong khi đó có 13 hay 14 đôi gì đó. Cũng chỉ còn khoảng 5 đôi nữa thôi. Bác nào nhanh tay alo cho Ngọc Quang. Số lượng chỉ còn 5 đôi các bác nhá. Đây. Đấy. Chỗ này là hơn 10 đôi. Anh em đang đóng cật lực để cho các bác chuyển cho bác cho kịp. Đấy. Đây, những cặp đi Hải Phòng, những cặp đi Thái Bình rồi thì Bắc Linh rất nhiều các bác đã đặt hàng. Rồi, bác Bình ơi, tạm thời thế đi. Được bao nhiêu đóng đấy đi. Vâng, đây nha, có một cặp này nó bị lỗi này. Em đề chữ trả là đấy. Những sản phẩm như này thì chỉ có bán thanh lý thôi. Đó, em kiểm tra rồi. Đó, bát thì cân nhau nhưng tép nó hơi lộ cộ. Cho nên là họ không trừ tiền nhiều, họ trừ ít, em không chấp nhận. Cho nên là bán thanh lý rồi bác, khó lắm, rất là khó, em trả lại. Còn đây là những hàng tuyển chọn rồi, tất cả luôn sản phẩm có mười mấy đôi nhưng duy nhất có một đôi bị lỗi, em cho trả lại. Còn nếu mà trừ nhiều thì bán thanh lý, giá thanh lý nó ổn ấy, các bác em chấp nhận được thì các bác sẽ mua được. Nhưng mà đây họ không chấp nhận cái giá trừ tiền khá khá để thanh lý cho nên em trả lại. Còn đây là những cặp loa xuất sắc. Tranh thủ là chiều là gửi được. Cứ bình tĩnh, đóng đâu ra đấy hết. Cứ bình thôi mà tĩnh. Đây rồi. Đây rồi. Ờ, em gửi theo đường ô tô cho nên là em đóng bìa thôi. Đó, ô tô thì định du và để rất cẩn thận. Nếu mà các bác nhận theo đường bưu điện thì phải đóng xốp cực kỳ là cẩn thận, kỹ càng. Nhận theo ô tô rất là nhanh. Những bác ở Hải Phòng sẽ nhận theo đường ô tô. Và các bác, một số bác ở Thái Bình, rồi ở Bắc Linh, một số bác ở khu vực không nhận theo đường ô tô thì em phải đóng theo bưu điện.
Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác các anh chị ở những video tiếp theo. Và đóng cho kịp nhá, chúng tôi đi Hải Phòng trước.